Đến Phú Quốc ai cũng có muốn có một cái nơi ở vừa tiền, phong cảnh hữu tình đẹp. Du lịch Phú Quốc đấy, như vậy thì chúng ta là đi Phú Quốc thì thường tìm hiểu trên mạng rất nhiều, và lựa chọn thì cũng là rất nhiều. Mỗi người một ý thức, mỗi người một cảm xúc, lựa chọn nên là làm sao để cho khi ở được thuận lợi về mặt đi lại đến trung tâm, về mặt ăn uống nghỉ ngơi làm sao cho hợp lý nhất, và cũng là vừa túi tiền nhất. Chúng tôi thì cũng là người Phú Quốc từ ngày 23 4 ngày nghỉ, đó là ngày nghỉ thực sự thoải mái. Nếu như vậy mà làm theo cái gương này để cho nó có thể là đi sâu, và như các bạn có thể thấy cả những nhà nơi tôi đang đi đây này, thì trên đầu tiên cách đường Trần Hưng Đạo ngay, cách đường Trần Hưng Đạo đó như cầu siêu thị Duy Phát. Chúng tôi đã tìm hiểu trên mạng một cái đỉnh tròn. Một cái view là có cái không gian gì thẳng. Lúc này chúng ta đi xuống đường Trần Hưng Đạo và chúng ta đi lên. Xin chào. Đây là phòng khách, cũng là cái phòng cho khách thư giãn, cà phê ăn sáng. Ăn sáng thì ở đây có những cái thơm món cho khách như thực phẩm vừa đủ. Trong của Paul Kilian các bạn, đây là thứ nhất của mình. Chỉ vì cái view này mà chúng ta có thể thư giãn thả hồn, làm kết quả thư giãn có thể học các bạn này. Chúng ta này chắc cũng phải yêu thiên nhiên lắm. Chúng ta đi xuống nhé. Bên trái là vài chục phòng ngủ. Đây ông còn đứng đấy trượt chân rồi lại ướt hết quần áo đấy. À, xuống lên gì? Đây đây. Đây đây. Đây đây. Đây đây. Đây đây. Không gian rất là đẹp, rất là chân quy. Con người ta thì ai cũng có một quê hương, và có gì xây dựng cái này người ta có tin
đến làm sao cho khách cảm nhận thấy như mình đang nhà. Đó, các bạn thấy. Tôi có thể đi lên trên này để quay ngược lại cái không gian làm chứ. Phòng này có khi là đẹp nhất, được nhìn ra khu cả rất đẹp. Rất đẹp. Hai phòng này có khi là hai phòng đẹp nhất của cái khu resort này. Ở đây chúng ta có thể đến cả cái khu vực thơ mộng. Đi xuống phần cuối, đi tiếp xuống cuối vườn. Tất cả các phòng ngủ cùng bên trong đều có điều hòa nhiệt độ trong tối tất. Thứ cần thiết nhất tập cuộc sống là không gian thoáng mát này. Đây là ý kiến của khách hàng đang từ xa thể dục buổi sáng. Vâng, tôi đã đi được rồi. Và bây giờ tôi xin phép lại đi đây. À, mình thấy không gian rất đẹp. Cái thích đến đây thì chưa thích với cái không khí của thiên nhiên, những thiên thoát, tiếng ếch ngọt lên. Nắm cây cảnh mà chủ nhân người ta trồng rất là công phu, tạo cho mình cái thiên nhiên tươi đẹp. Ở đây mình là rất là phóng khoáng, mắt chúng ta nhìn thấy là rất ơ ưng. Vâng, ở đây thực sự là thấy rất thoải mái, đi đi du lịch khắp nơi về đây đó lại thấy rất là thoải mái. Đó thì mình ở cái này đến Phú Quốc chỉ có hai chữ tuyệt vời. Quay lại một lần nữa. Đây là cô gái. Sao đây ạ? Đi du lịch Trung Quốc. Đâu xem mặt trời đứng ở hướng nào là? Con phim giống Xin chào các anh. Đi ô tô.